Shizuka thôi. Shizuka ơi, cậu có nhảy không vậy? Thật là sao cậu lại vội vã nhảy tới đến đây? Chào các cậu, Nobita cậu hả? Giờ thì đóng mắt. Mời hai cậu vào chơi. Shizuka, tối nay nhưng sao cậu lại hỏi vậy? Xin khủng khiếp luôn, cứ như là đại tiên giáng trần ấy. Cậu cứ nói quá lên vậy. Ôi, giọng nói nó trong trẻo làm sao. Tớ rất là vui khi là bạn có một người xinh đẹp như cậu. Tớ cũng thế. Trò chơi này mới thú vị làm sao? Trò này chơi nhiều rồi mà. Cậu đã gặp nó vài chục lần rồi đó. Nobita, cậu ở lại ăn cơm với cô nhé. Mẹ của Shizuka mới trẻ làm sao? Thế nhưng mà cháu đồng ý rồi ạ. Bữa ăn cô tự nấu đó. Cháu chưa từng ăn món nào ngon như thế này cả. Hoàng hôn mới tuyệt làm sao? Thích hát ghê. Sẽ thực sự thích cậu đấy Nobita. Hoàng hôn của cậu lúc nào cũng thảnh thơi, bỗng giống như là trẻ thơ vậy. Hôm nay thích hay thích quá. Vừa quá đẹp lắm. Này Nobita, tại sao hôm nay cậu không ra sân tập hát? Đủ thiếu người mà còn. Ôi giai anh siêu. Nhìn cậu mới to khỏe làm sao. Sao cậu đẹp trai thế? Ôi sao mà hai cậu tuyệt vời thế này. Bỏ tụi tớ ra đi Nobita. Chắc là phải dừng để cái con rối này thôi. Cho tớ xin phép. Đóng này, đóng này. Nobita, cậu thật là thú vị biết bao. Chúng ta đón cậu thêm thôi. Wow, thú vị quá. Thật là tuyệt vời. Nó tè không? Thật là hấp dẫn. Không không? Tuyệt hảo. Có lẽ cái này mình dùng hơi quá. Ôi, hôm nay tớ mệt quá. Giải An hôm nay cứ như kiểu chưa bao giờ gặp tới. Đừng để ý mà. Dù sao hôm nay cậu cũng có một ngày tuyệt vời. Nếu như cậu nhìn cuộc sống một hướng khác thì cậu chắc chắn sẽ thay đổi. Tụi con về rồi đây. Sao lại là tôi chứ? Tất cả là do bà gây ra. Nhưng mà ông có lỗi nhiều hơn tôi. Là chỉ có chuyện không nói chuyện nữa.